Tôi tên là Trương Uân Trinh, năm nay 52 tuổi. Khoảng 2 năm rưỡi về trước, tôi bắt đầu bước vào giai đoạn mãn kinh, khiến cho thần kinh tự chủ bị rối loạn nghiêm trọng. Nó dẫn đến các triệu chứng như trầm cảm, rối loạn lưỡng cực và chứng rối loạn hoảng sợ. Mỗi ngày, tôi chỉ ngủ được có 2 tiếng. Tôi không thể ngồi yên và khi đi bộ thì thấy chóng mặt, hoa mắt, quay cuồng. Cảm giác như là đi giật lùi vậy. Bác sĩ Tây Y đã kê thuốc cho tôi uống, nhưng có uống thì mới tác dụng, còn không uống thì vô tác dụng. Tôi trở nên ngày càng lệ thuộc vào thuốc và liều lượng cũng ngày càng tăng. Cũng vì mãn kinh mà tim của tôi không tốt. Vì vậy, mỗi lần uống thuốc Tây là tim của tôi lại rất khó chịu. Chồng và 2 đứa con rất lo cho sức khỏe của tôi. Họ không biết là tại sao lại ra nông nỗi này. Họ lo lắng và sợ hãi hơn cả tôi nữa. 2 đứa trẻ nói với tôi, mẹ ơi, mẹ như thế này, chúng con sợ lắm. Nghe vậy, lòng tôi đau nhói đến tận bây giờ, vì tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi của các con. Có người mách tôi là nên đi khám đông y. Bác sĩ nói rằng tôi cần phải châm cứu. Tôi đã điều trị và châm cứu gần 3 tháng mà cũng không có gì biến chuyển. Sau đó, tôi nghỉ làm việc và ở nhà. Hàng ngày, chỉ biết quanh quẩn trong nhà và nhìn ra cửa sổ trong sự thống khổ tột độ. Khoảng giữa tháng 6 năm ngoái, tôi đến thiền đường tại Đài Bắc và bắt đầu đi bộ bát quái. Kể từ đó trở đi, đêm nào tôi cũng ngủ rất ngon. Điều này đã khiến cho tôi tự tin hơn rất nhiều. Trước đó thì cứ khoảng 2 đến 3 ngày là tôi lại bị chóng mặt một lần. Sau khi đi bộ bát quái được khoảng 1 tháng thì chứng chóng mặt đã khỏi hẳn. Tất cả mọi thứ đều đã khỏi rồi, tôi vui sướng vô cùng. Chứng rối loạn thần kinh tự chủ của cô ấy đã được cải thiện rất nhiều. Trước kia, cô ấy luôn đi đứng loạng choạng không vững. Sau khoảng hơn 1 năm điều dưỡng, bây giờ có thể chạy bộ và đi lại đều không thành vấn đề. Mỗi buổi sáng, khi đi bộ từ nhà ra công viên, tôi cảm thấy vui sướng và hạnh phúc lắm. Mỗi lần về nhà là cô ấy kể với tôi, Tông sư Kim Bồ Đề tốt biết nhường nào. Tông sư Kim Bồ Đề thật sự đã giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều.